Vâng nhá, thì có khách hàng đang hỏi cái con bộ thu của Sua, Sua X9 nha. Thì đây con này là cái con Sua X9 này. Đấy. Thì cái này là bộ thu nhá. Đấy. Nói chung những con này thì em cũng xin nói luôn, em bán thanh lý, em không bao súng chết gì cả. Đấy. Về các anh lấy linh kiện, lấy đồ làm gì nào nhá. Sua X9 bán con này là đi 180.000 một cái cục này nhá. Đấy. Về các anh lấy cái đầy anh đấy nhá. Đây, thì con này thì em sẽ thử luôn xem là còn lên nguồn không nhá. Thường thì bọn này nói chung là nó vẫn sẽ lên nguồn, còn câu nào vấn đề là đôi khi là nó có gọi là bắt sóng hay không thì cái đấy em không quan tâm nhé. Đây, vẫn lên nguồn, các vị nhìn này, thấy chưa, vẫn lên nguồn bình thường nhé. Đó đấy, ok nhé. Đấy thì con Sua X9 này thì bác nào vừa nãy hỏi bên em thì là hãy liên hệ lại theo số điện thoại là 0979591682 hoặc là 0966594581 nhé. Vâng, em xin chào các anh.